Nghi vi ký chương 17 Luật về nơi giết sinh tế Chúa phán dạy môi xe Còn nói với Aaron Các con trai người Cùng với toàn dân Israel Và bảo họ rằng Đây là mạng lệnh của Chúa truyền dạy Người Israel nào Giết một con bò Chiên con Hay dê làm sinh tế Hoặc ở trong trại hay bên ngoài trại mà không mang đến cửa trại hội kiến để dâng làm của lễ cho Chúa trước cửa đền tạm của Ngài thì người ấy bị kể là đã phạm tội làm đổ huyết người có tội làm đổ huyết phải bị truất khỏi cộng đồng dân sự như vậy dân Israel đem đến trước mặt Chúa những sinh tế họ giết ngoài đồng trống họ phải đem các sinh tế đến cho thầy tế lễ tức là đem đến cho Chúa tại cửa trại hội kiến và dâng lên làm tế lễ cầu an thầy tế lễ sẽ giải quyết sinh tế trên bàn thờ Chúa tại cửa trại hội kiến và thiêu mỡ để lấy mùi thơm cho Chúa họ không được tiếp tục giết sinh tế để dâng cho thần dê là những tà thần họ vẫn thông dâm đây là một quy luật vĩnh viễn cho họ cũng như cho các thế hệ mai sau con cũng bảo họ rằng bất cứ người Israel hay ngoại kiều nào dâng của lễ thiêu hay sinh tế mà không mang đến cửa trại hội kiến để dâng lên cho Chúa, người đó phải bị chuất khỏi nhân dân. Cấm ăn huyết Ta sẽ chống nghịch người Israel hay ngoại kiều nào ăn bất kỳ huyết gì và sẽ chất người đó khỏi nhân dân vì sự sống của xác thịt ở trong huyết và ta đã bán huyết cho các ngươi trên bàn thờ để chuộc tội lỗi linh hồn các ngươi chính huyết tức là sự sống sẽ chuộc tội các ngươi do đó ta văn dạy dân Israel không một ai được phép ăn huyết kể cả người Israel và ngoại kiều sống giữa vòng các ngươi khi một người Israel hay một ngoại kiều sống giữa vòng các ngươi đi săn và giết một con thú hay con chim thuộc loại được phép ăn thịt người đó phải làm cho chảy hết huyết và lấy đất đắp huyết đó lại vì sự sống của mọi xác thịt đều ở trong huyết chúng do đó ta đã phán dạy dân Israel các ngươi không được phép ăn huyết của bất cứ loài vật nào vì có sự sống trong xác thịt và huyết của nó bất kỳ ai ăn huyết sẽ bị trục xuất người nào dù là người bản xứ hay ngoại kiều ăn con vật đã chết hay bị thú rừng cắn xé, phải giặt áo sống, tắm trong nước và bị ô đến chiều tối, sau đó mới được tinh sạch. Người ấy phải mang tội nếu không giặt áo sống và không tắm trong nước.